tất cả mọi người. Sau cái buổi live và sau cái sự chia sẻ ủng hộ của quý cô bác các anh các chị thì Dính có thể chia sẻ đôi điều một chút được không? Vâng, và em cũng không biết nói gì hơn là em xin cảm ơn tất cả. Đầu tiên em cảm ơn hai anh và cảm ơn các mạnh thường quân và những anh chị đã hỗ trợ em để mọi người giúp đỡ gia đình em và hai đứa con nhỏ có một tí có chút kinh phí, để trang trải sau này. Em có muốn rằng là sau này vào một cái thời gian nhất định nào đó, khi cái nỗi đau nó vơi đi, em có muốn có một căn nhà nhỏ để cho các con em cũng như cha mẹ già có chỗ chui ra chui vào để có cái nghị lực tiếp tục nuôi con thay chồng không? Đấy thì là mong muốn từ lâu của cả hai vợ chồng đấy ạ. Đó là một ước mơ. Vâng, cái ước mơ cũng là cái ước mơ của hai vợ chồng cũng ấp ủ được mấy năm nay rồi, nhưng mà do điều kiện với lại những yếu tố nhưng hai vợ chồng vẫn chưa thực hiện được. Hy vọng là gia đình sẽ vượt qua cái nỗi đau này và qua một cái thời gian nào đó. Anh cũng chuyển lời của một số cô bác anh chị khi biết cái hoàn cảnh của Dính, là rất mong là sau cái thời điểm nó vơi đi những cái nỗi đau, Dính có thể vững bước và có thể chia sẻ cho mọi người. Thời điểm nào đó em sẽ có thể mạnh dạn cố gắng, một là vay mượn, hai là cùng với cộng đồng sẽ làm một căn nhà nhỏ nhé. Vâng. Khi đó thì rất nhiều người, rất nhiều anh chị cũng muốn dõi theo cái hành trình của ba mẹ con em cũng như hai bác cha mẹ Tuấn, để cho mọi người có thể cùng chung tay góp sức cùng với em thực hiện cái ước mơ, cũng như là để cho Tuấn an nghỉ nơi suối vàng ha. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Rồi, cố gắng mạnh mẽ. Cảm ơn em đã cố gắng nhá. Rồi. Ok, và cũng để chia sẻ với tất cả mọi người á. Và Dương xin chào tất cả mọi người nhé. Chào quý vị, các cô chú anh chị và các bạn. Trước khi sang làng Nủ thì bọn mình cũng tranh thủ ghi hình lại những gì mà sót lại. Sau khi mà trên kênh của S8TV cũng như là kênh Hoàng 6, kênh của S8 Vlog đã trực tiếp kêu gọi hỗ trợ, thì tổng số tiền đó cũng là trên 29 triệu đấy ngay thời điểm đó. Và thời điểm này thì mình cũng chia sẻ một chút. Ở đây thì mình cũng sẽ, trước khi rời đây sang làng Đủ, thì mình cũng chia sẻ một chút nhé mọi người. Bởi vì là còn một chút ít nữa thì các anh em cũng sẽ quay lại hỗ trợ cho bà con, các gia đình. Chào Dính nhé, chào các anh các chị. Sau khi những cái sự chia sẻ thì bọn em cũng cảm thấy rất là vui khi những cái hình ảnh trực tiếp từ vợ của Tuấn đã đến được với tất cả mọi người, và hy vọng là cô chú anh chị và các bạn sẽ giúp đỡ. Các chị đây là cũng là chắc là đến hỗ trợ cho vợ chồng Tuấn rất là tốt đẹp. Mỗi người mỗi chân mỗi tay nhé mọi người. Trước khi sang làng Nủ thì mình cũng chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn đó là những hình ảnh ở đây. Các anh em cũng như là mọi người thì mong là cô chú anh chị và các bạn khi mà chia sẻ những hình ảnh này thì mọi người sẽ thấy, và rất mong là các anh các chị sẽ hỗ trợ trực tiếp cho Dính. Vợ chồng chị biết anh ấy cũng thế vào rồi, chứ còn bây giờ mới biết nên là anh ấy ốm yếu triền miên. Có cháu Tuấn là lao động chính trong gia đình, bây giờ chấp nhận như thế gì đấy. Em đấy là em cũng thấy tội, thứ nhất là gia đình khó khăn, cái thứ hai là hai con nhỏ đấy, cũng rất mong mọi người lan tỏa để đùm bọc cho em Dính có một chút vốn để lo cho hai đứa sau này. Và đấy thì ai cũng mong muốn như thế, chút vốn rồi mình góp vào một ít chút vốn, và biết đâu đấy thì có cái căn nhà nhỏ. Cái ước mơ của vợ chồng Tuấn và Dính là sẽ có một cái căn nhà cho con cái rồi đấy, xong lại để lại đến vừa nãy em cũng bảo với em nó rồi, thì mọi người giúp đỡ 150.000, 10.000 cũng quý chị, 10.000, 20.000, 5.000, cháu cứ trân trọng cho cháu gom vào để làm cái nhà. Đã. Sau đó thì góp một ít nữa để nuôi con. Đúng rồi. Chứ bây giờ mà cố gắng làm hết cái nhà đi, xong lại tay trắng là cũng chết. Vâng vâng, mình cái đó thì sau này thì chắc là sẽ có sự tư vấn của những người lớn hoặc là bản thân Dính. Thương nhau thì lại. Dạ.
Bọn mình cũng muốn chia sẻ những hình ảnh như thế này để cô chú anh chị và các bạn có thể thấy là những cái hoàn cảnh như thế này rất đáng thương. Cái chỗ ngủ của họ thôi, của coi là cái chỗ lịch sự và sang trọng nhất đấy. Cũng hay gặp những cái tai ương phải không? Là bản thân Tuấn ấy học đại học ra trường cũng không xin được việc. Cả hai bạn ấy luôn. Đấy. Mà bây giờ xin việc không được thì sẽ làm tự do như vợ như con cũng vất vả đúng không? Ngày kiếm được 100-200 nghìn đâu phải dễ đâu. Mà rõ ràng là hiền lành chứ không phải là cái gì đâu cháu. Dạ. Đúng là người ta bảo là hiền lành thì hay gặp tai ương đúng không? Dính đứng đấy cho thoải mái. Nói chung là đây là gọi là nỗi buồn này không biết như thế nào để cho nó vơi đi nữa. Mình chỉ biết là an ủi động viên rồi mình cũng cố gắng để vượt qua thôi. Bởi vì gia đình bây giờ ví dụ như là con cái đông ấy, không nói. Bây giờ cô chú lớn tuổi mà anh thì cũng là cái người lao động chính. Rồi bây giờ thứ nhất là bây giờ cả nhà trông vào nó ấy. Đấy. Cả nhà trông vào nó bây giờ nó mất đi là nó rất là khổ đấy chứ không phải đơn giản. Thì đấy nên là bây giờ mới nói mọi người là hỗ trợ để nó có tiền em tính có nghĩa tiền để lo cho con. Cái thứ hai để cũng có thể là sau này còn học hành còn nhiều cái vấn đề để lo nữa chứ đâu phải là thực ra là cũng không quen không biết mà cũng không biết gì đến đâu. Chẳng qua là mọi người lan tỏa yêu thương thì cô biết đến thì cô kết nối. Lần đầu em làm từ thiện đang bị áp lực quá. Em có thể chia sẻ mình ở đâu đến không? Nhà em thì ở Tân Quang đấy đúng không? À, gần ngã tư Tân Quang không? Ở chợ Tân Quang. Thực ra thì em cũng biết nhà bạn ấy. Dạ. Là lần đầu tiên biết mặt bạn ấy. Về về. Thì em cũng thấy cô thì giới thiệu là hoàn cảnh nhà bạn ấy thì khó khăn kêu gọi. Nó chỉ nhờ em kêu gọi bởi vì thật ra cái Facebook của em thì nó cũng khá là người theo dõi nhiều với anh em bạn bè thì cũng kiểu là cũng tin tưởng em. Anh em bên nước ngoài thì em tăng lên thì mọi người thì cả trong nước lẫn ngoài nước thì mọi người cũng tin tưởng để chuyển vào số tiền đấy để vào tài khoản của em. Nhưng mà thường thường là mọi người cũng thắc mắc là tại sao lại không chuyển vào số tài khoản của vợ bạn ý. Nhưng mà thắc mắc đấy mọi người không hiểu là khi mà đứng lên không nghe thì, cô phải đứng tên chính chủ thì cái người mà con đang ở chỗ nhà cái bạn sạt lở này một chút cho có gì có điện cho cô nhé. Con đang ấy giúp bạn ấy một chút nhé. Bây giờ em mà đăng lên nhưng mà lại ghi số tài khoản bạn ấy thì anh em bạn bè người thân người ta sẽ không tin tưởng bởi vì không biết rằng là gia đình có nhận được số tiền đấy hay không mà số tài khoản đấy có đúng là của vợ bạn ấy hay không. Thế là khi một người đăng lên hỏi em thắc mắc đấy thì em rất là bức xúc. Như chị nói là em hiểu rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là thứ nhất là chị chưa làm cái này bao giờ. Em đăng số tài khoản và số điện thoại của Dính mà đúng không? Không, cái này là bởi vì đang kêu gọi nhiều người thân bạn bè. Họ tin thì họ mới chuyển khoản cho chị này. Cái đấy em hiểu bởi vì bọn em là làm truyền thông lâu rồi. Thôi thì mình chia sẻ như thế này này. Thực ra cái vấn đề kêu gọi từ thiện nó rất là nhạy cảm. Thế nhưng mà khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó mình làm đúng lương tâm thì đôi khi mình có nhận một vài cái sự công kích hay nói đúng hơn là một vài cái gì đó nó buồn một chút không sao cả vì mình đã giúp được một người, giúp được một vài cái điều gì đó mà theo lương tâm mình là đúng. Thì ở thời điểm này thì đôi khi có những anh chị em họ cũng nói là tôi sẵn sàng kêu gọi ai chửi tôi ai nói tôi cũng được, tôi vẫn công khai nhưng tôi giúp đúng lương tâm. Ở đây chúng ta là đến với vợ chồng nhà chính là đúng lương tâm. Thì cứ hy vọng là tất cả chúng ta cứ làm đúng, tốt đẹp là được em ạ. Không phải lo nghĩ gì đâu. Thực ra với anh là dân ở đây thì cũng không phải là thuộc dạng thuộc khá giàu có. Hoặc bạn bè của em cũng kiểu là khá giả thôi. Được. Nhưng người ta có người thì 100, 200, ai có thì 500. Được. Có cả các bạn của em với anh em bạn bè ở bên nước ngoài. Thì thực ra nếu mà đăng số tài khoản của vợ bạn ý thì mọi người em chắc chắn là họ sẽ không chuyển khoản. Đấy, bởi vì cũng không biết số tài khoản đấy là có chắc chắn là của vợ bạn ý không. Đấy, thì nói chung là em hiểu được cái đấy, nên em cũng nói là chị suy nghĩ như thế thì với lại người ta nghĩ như thế thì mỗi người một suy nghĩ một chiều. Nhưng mà chị đã có cái tâm để mà làm rồi thì không có gì phải sợ cả. Không phải suy nghĩ đâu em. Với cái số tiền đấy nó không phải là nó quá lớn. Quá lớn để mà mình phải gọi là mình lấy cái số tiền đó giống như bọn em vậy thôi. Chứ bọn em mà là cái người mà bọn em mà gọi là muốn để nhận cái đồng tiền mà em làm ra nó có rất là nhiều so với cái số tiền nhưng mà nó mình đi làm. Nhưng mà nó đơn giản một điều là như này này. Mình cứ làm nhưng mà bọn anh theo cái phương châm của bọn anh ấy đó, là bọn anh là
cứ chia sẻ hình ảnh của Dính và số tài khoản của Dính. Còn ai nghĩ thế nào thì tùy họ thôi. Nhưng mà vẫn có người chuyển khoản cho mình chứ. Ai chuyển khoản cho mình, mình chuyển cả lại. Còn ai tin được em chuyển khoản vào tài khoản của em và em sẽ công khai danh sách đấy. Nếu mà thiếu của ai thì cứ điện thoại trực tiếp cho em. Bởi vì bây giờ cái mạng xã hội nó rất là lan rộng anh ạ. Thế nên là mình không sợ một điều gì cả. Mình bây giờ ấy, hoàn cảnh nó Dính quá đáng thương. Thế em mới bảo là em bây giờ, giờ em kêu gọi đúng gia đình bạn ấy là em mới kêu gọi. Chứ còn em không quan tâm đến lời nói của người khác. Vì bản thân em cũng không vừa lòng, làm sao em vừa lòng được hết mọi người. Có 2 ngày là mà hơn 50 người chuyển vào tài khoản. Cái sự kêu gọi đấy không đơn, mình nghĩ là không dễ đâu đối với những người mà người ta không tin tưởng. Không, mình có đủ tin tưởng thì người ta giữ đấy. Với lại là thực sự nhá, nếu mà em cũng không phải thuộc dạng giàu có gì, cũng so với nhà bạn ấy thì em gọi là nhỉnh hơn một chút thôi. Nhưng mà với cái khả năng của em nói thật, với cái số tiền mà em ủng hộ, em kêu gọi này, em nói thật, em làm trong một ngày có khi còn hơn cái số tiền đấy. Thế nên là để mà mọi người bảo em là có ý nghĩ hay là có cái ý định gì đấy với cái số tiền đấy, thì thực sự là mọi người đã như kiểu là họ hiểu sai vì em ấy, hay là họ hiểu sai về những người đi từ thiện. Thật, đúng rồi, chính những người mà người ta nói như thế chưa chắc người ta đã quyên góp được. Không, mà đa số những cái người mà họ những cái người có pen bình luận thì mình thôi, thôi bỏ qua đi. Họ rất là khổ. Họ đút tay túi quần, họ không làm gì cả. Còn những người mà họ đã gọi là đi làm từ thiện rồi, họ cái tâm của họ rộng lắm. Đúng rồi anh, không suy nghĩ đâu. Thôi, bây giờ những cái vấn đề đó thì chúng ta gạt sang một bên. Cái quan trọng nhất là mình tập trung giúp đỡ cái hoàn cảnh của vợ chồng nhà Dính. Còn những cái bên cạnh, ai làm sai thì người đó sẽ gánh nghiệp. Thế thôi, mình chỉ nghĩ đơn giản thôi. Và các bạn cứ hãy cứ thoải mái khi mà mình đã giúp đỡ được những cái điều tốt đẹp nhé. Chị nhé. Vâng, vâng. Tất cả những anh chị em cũng đã đồng hành cùng với kênh khoảng 4-5 năm nay rồi. Thì mọi người cũng đều đã biết cái quan trọng nhất là ở đây. Là mọi người có thể thấy là thôi thì chúng ta hãy giúp anh Dũng những điều đúng là được rồi ha. Còn em Dính thì mọi người cũng đã nhìn thấy đó, cũng vất vả. Còn mình thì cũng chỉ tranh thủ để ghi hình lại những cái hình ảnh như thế này thôi. Rồi cô chú anh chị và các bạn cứ theo như cái mình đã ghi cái số tài khoản của Dính cũng như là số điện thoại của Dính. Nhưng mà mình ghi số tài khoản thôi các bác các anh chị ạ nhé. Để cho mọi người thấy cái hình ảnh đây. Bọn cháu mà đi cũng thế cũng buồn. Trước khi rời gia đình thì bọn cháu cũng muốn chia sẻ lại một chút, quay lại chia sẻ những cái hình ảnh này để sau này khi nào đó để các anh các chị, cô dì chú bác trên cho cái nền tảng mạng xã hội họ muốn giúp Dính thì họ cũng sẽ làm việc trực tiếp với gia đình. Thì qua đây thì trong cái video dài này thì cũng xin phép Dính là mình sẽ để số tài khoản của Dính lên kênh. Cũng như lúc sớm anh em mình có live stream đó thì sẽ để số tài khoản của Dính này, số điện thoại của Dính. Thì khi đó thì cũng tùy duyên, các cô dì chú bác có những cái tấm lòng ấm áp, họ gieo duyên được bao nhiêu thì cũng là cái bù đắp một chút, góp phần cùng với mọi người xua tan đi bớt đi cái vết thương lòng. Sau đó thì hy vọng là sẽ có những cái điều tốt đẹp đến từ sau này. Thì hy vọng, rất hy vọng là đến lúc nào đó thì Dính có thể thực hiện được cái ước mơ dang dở của Tuấn. Đấy là sẽ có một cái căn nhà nhỏ để cho các con cũng như là cha mẹ sống nốt cái quãng thời gian tuổi già nhá. Dạ. Thực sự là bọn cháu đến đây cũng mong muốn là những cái điều gì đó mà nó gọi là tốt đẹp. Thứ nhất là để ủng hộ về tinh thần cho gia đình. Mong muốn gia đình mình cũng cố gắng. Cô cũng thế và... Vậy thôi, như thế này là mình đã chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn. Còn mình cũng đã nói rất rõ trong các video rồi. Nếu như ai đã theo dõi kênh của mình 4-5 năm nay thì mọi người đều biết ít khi, hầu như là em không bao giờ kêu gọi từ thiện cả. Hầu như là không có. Thế nhưng mà với những cái hoàn cảnh đặc biệt thì mình mạnh dạn chia sẻ cái số tài khoản của những cái nạn nhân, những cái người trong cuộc. Rất mong là nhận được cái sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Và thôi thì cô chú anh chị và các bạn có chia sẻ điều gì đối với Dính thì mọi người cũng hãy chia sẻ theo cái số tài khoản mà em ghim lên. Cô chú anh chị và các bạn hãy nhìn theo cái hình ảnh đó để mọi người có thể chia sẻ nhé. Chúc mọi người sức khỏe bình an. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những video tiếp theo. Là cũng chưa bao giờ mà anh cảm thấy có một cái hoàn cảnh như này. Hy vọng là mọi người sẽ động viên vợ Tuấn cũng như là các bác. Bọn mình thì cũng không biết nói thế nào cả. Cũng là tình người với nhau thôi. Hy vọng là thời gian bên cạnh các anh em, gia đình
sẽ xoa dịu phần nào nỗi nhớ chồng của vợ Tuấn. Tất nhiên là sẽ không bao giờ xoa dịu hết được đâu. Thế nhưng mà cũng để cho bạn ấy có thể có cái động lực, nghị lực để chăm các con, để cho Tuấn có thể yên nghỉ. Cảm ơn em rất là nhiều. Mọi người cũng chia sẻ mà cũng là cầu nối để mọi người giúp đỡ cho em. Thực sự anh cũng rất là thương. Thương ở đây là hai đứa còn quá nhỏ, ngây thơ, không biết gì. Mà được mọi người ủng hộ như thế anh cũng mừng lắm. Rồi khi mà quay xong cái video này thì các anh cũng phải rời Hà Giang. Cái số điện thoại bọn anh vẫn có đấy. Có cái gì được khó khăn thì có thể là bọn anh cũng vẫn sẽ giúp đỡ. Đó, còn chắc chắn là trong tương lai thì em cũng sẽ gặp những điều khó khăn. Ví dụ như sau này, bây giờ mình cứ lo cái công việc trước mắt đã. Bởi vì nó mới xảy ra như thế thì mình cũng chịu khó ăn uống một chút, chăm lo cho các con. Đó, bởi vì ở đây thì thực sự cái sự vất vả nó quá lớn. Nhưng mà mình cũng cố gắng nhá, mình cũng ăn uống vô để lo cho các con nữa. Bởi vì hai đứa nhỏ thì nó nhỏ, nó không biết gì cả. Mà đôi khi mà bây giờ em cứ suy nghĩ nhiều quá mình buồn ấy. Phải mình đau ốm ở đấy rồi ai lại chăm sóc các con của mình, đúng không? Thì mình phải làm sao mình khỏe mạnh, mình cố gắng thì chồng mình ở đó, chồng mình cũng dõi theo mình thôi, đúng không? Rồi thôi, em cố gắng nhá. Thế còn tất cả mọi người, việc nó sẽ tốt đẹp theo thời gian thôi. Chúc cho hai mẹ con, ba mẹ con cũng như là toàn bộ gia đình những cái điều tốt đẹp nhất nha. Đây, đi, anh đi vào đây. Em chắc là cũng đến đây để thắp một nén nhang cho anh Tuấn. Và sau đó em cũng sẽ rời Hà Giang. Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người đến các đoạn.